Thì cái việc mà các con trẻ không nghe là em nghĩ nó không phải là cái tính cách của con đâu, mà do là con ham vui thôi. Và mình mà muốn con nghe lời mình khi mình nhờ vả hoặc là khi mình nói chuyện gì đó là mình phải kiên trì. Trước tiên là mình bắt đầu từ những cái thói quen nhỏ trước, nghĩa là mình làm sao để mà cái tiếng gọi của mình nó có trọng lượng với con trước đã. Khi mà mình kêu bu ơi hoặc là con ơi là con phải chú ý đến mình liền. Vì vậy em phải làm từ từ, là em kêu một lần bu ơi, không nghe cái là em tắt tivi. Em phải bỏ dở cái việc em đang làm, bỏ hẳn luôn, em tắt tivi rồi em ngồi em đối diện với con ngay lần đầu tiên luôn. Dạ, ngay lần đầu tiên luôn. Em kêu lại lần nữa bu ơi, đến khi nào nó dạ một tiếng thì mới được. Nghĩa là nó phải có cái phản xạ lại với cái tiếng gọi của mình trước đã. Rồi sau đó em mới nhờ cha, nhờ con lấy cái này giùm cha nha. Nghĩa là nó phải chú ý đến cái, đến người nói chuyện với nó, thì như vậy nó sẽ đi lấy. Đúng rồi, có nghĩa là cái cách của Trung là mình sẽ làm sao cho bé thật sự tập trung vào những gì mình nói. Dạ. Yeah. Thì lúc đó mình mới truyền ra một cái thông điệp gì đó. Dạ. Yeah. Yeah. À, cái này rất là hay nghe, tại vì thật sự ra trong giao tiếp á, cái mục đích của giao tiếp là mình phải biết là cái thông điệp của mình được truyền đi. Dạ, yeah, đúng rồi. Chứ không phải là truyền ra. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Có nghĩa là khi mà nó đang hơi bực bội cái gì đó, ai hỏi gì nó cũng không trả lời. Thì mình cũng vậy mà. Dạ, đúng rồi. Em nghĩ là đúng là tính cách của con trẻ á, là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều từ bố mẹ. Tại vì đúng là đôi khi mình quá nhiều việc hoặc mình chịu áp lực, cái mình về mình cũng có thái độ cấu gắt với con, và con hấp thu cái năng lượng đó của mình. Đúng rồi. Hấp thu cái tính cách đó của mình. Chính xác. Thì như vậy á, cho nên nếu mà nói về muốn giáo dục tính cách cho con trẻ là mình phải tự giáo dục bản thân mình trước. Yến đồng ý. Có một thời gian á, là Yến thấy con bé nhà Yến nó rất là cấu gắt, thì Yến mới nghĩ chứ ủa sao giờ này nó cấu gắt, thì Yến mới phát hiện ra là mình đang bị stress. Dạ. Yeah. Và khi mình bị stress, khi mình không có kiểm soát được những cái hành vi hoặc cái phản ứng của mình, xong rồi mình cấu gắt với con, xong rồi con cảm thấy không có được yêu thương, không có được quan tâm đầy đủ, cái xong cái con lại rất là giống như gắt gỏng với mình. Thì Yến thấy là trẻ em á, không biết đối với những gia đình như Chung thì như thế nào, nhưng mà đối với nhà Yến thì con bé nhà Yến chính là cái tấm gương soi của Yến. Yeah. Yến nhìn cái cách nó hành xử, Yến sẽ hiểu được là mình đang nào ở trong, yeah, cái tình trạng như thế nào. Nên thành ra cái Chung chia sẻ, thật ra cái câu nói của Chung rất là dũng cảm. Thực sự ra là ba mẹ chính là cái hình mẫu quan trọng nhất cho con. Khi mà con á, mà nhìn cha mẹ thì con phản chiếu lại hết, mặc dù nó phản chiếu theo một cái cách rất là trẻ con. Ví dụ như nhiều khi con hay cáu giận trước một cái việc không như ý. Nhưng cái việc không như ý của con nhiều khi là cái việc rất là nhỏ nhặt mà mình thấy bình thường. Nhưng mà thật sự con đã thấy mình khi mình gặp chuyện không như ý, mình đã cáu giận. Dạ, cho nên là con lựa chọn cái cách giải quyết khi mà không như ý là cáu giận. Yến rất là trân trọng cái câu mà Chung nói. Thật sự cái câu đó nó sẽ làm cho cha mẹ thay đổi rất nhiều. Yeah. Lúc đầu con mình nó cũng vậy, lúc mà bé giận á, hỏi bé không có nói. Yeah. Nhưng mà sau này mình nói là tại vì nhiều khi á, trong đầu con nghĩ cái gì mọi người không biết, cho nên nếu mà con không muốn nói thì mẹ cũng tôn trọng, nhưng mà ra hiệu cho mẹ biết. Thì sau này á, có lúc mà bé đang giận á, thì mình nói ủa con và mình hỏi cái gì đó thì bé nói vậy nè, bây giờ con không muốn nói chuyện, mẹ hãy đợi đến khi con bình tĩnh rồi con sẽ nói. Bé nói với mình vậy luôn á. Nếu mà bé mà nói được câu đó, nghe là bé đã quản lý được cái cảm xúc của mình. Thì em nghĩ là bé khá là tốt trong cái việc mà kiểm soát cảm xúc của mình và biết được mình nói nên nói lúc nào. Còn con của em thì chưa biết được cái việc đó, cho nên em cũng biết là cái đó rất là khó khăn. Cảm xúc là cái thứ là khó khống chế nhất. Ý nghĩ cái đó chắc cũng không phải là tật xấu, nhưng mà bé cũng đang trong giai đoạn học quản lý cảm xúc của mình. Dạ. Cho nên là khi mà giận quá thì không có nói được gì hết. Cho nên em cũng phải giải từ từ. Thì em thử thôi, em cũng chưa biết là đúng hay sai. Có lần em đã thử và nó sai. Có nghĩa là có lần em bực quá khi mà em hỏi con tại sao con đánh bạn, nó không nói. Cha hỏi một lần nữa tại sao con đánh bạn, nó vẫn không nói. Cái là em giận quá em đánh con. Tại vì em muốn nghe cái lý do. Em đánh xong thì lúc đó thật ra mình đánh con là cái người đau nhất là mình. Và sau đó con khóc thì cái cảm xúc con nó mới vỡ ra. Và nó mới nói ra cái lý do tại sao nó đánh bạn. Thì có nghĩa là sau đó là em đã nhận ra được bé ở nhà em là nó hay đè cảm xúc nó vào. Thì em đã biết được, em phải tìm hiểu cái đó. Và em cũng hỏi một vài bác sĩ tâm lý mà em quen, cũng là anh chị ở trong nghề. Thì anh chị nói là với những bé vậy mình phải khơi gợi nó từ từ. Đúng rồi. Có nghĩa là mình đừng nên quát con, hoặc là đừng nên
quá nghiêm với con trong cái lúc đó, mà mình gợi ra nhẹ nhẹ bằng những cái câu như là: con nói với cha biết tại sao con lại cư xử như vậy, để cho cha hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Đúng rồi. Và cha biết được cái lỗi thuộc về ai. Yeah. Chứ bây giờ cha chưa nói là con sai. Chứ ngay từ đầu mình đã áp đặt, mình nói là tại sao đánh bạn, có nghĩa là nó đã bị suy nghĩ là mình nghĩ là nó sai rồi. Đúng rồi. Nhiều khi cái câu chuyện nó không phải là nó sai. Nhà cho nên phải khơi gợi bằng một thái độ rất là khách quan và rất là nhẹ nhàng. Cha không biết là ai sai hết, nhưng nên con phải nói với cha biết là tại sao như vậy, để cha giải quyết cho, để cha chỉ cho. Thì như vậy nó mới nói, và lần sau nó nói. Mà sau đó có xin lỗi con về chuyện đánh con chưa? Dạ có xin lỗi chứ. Khi mà con nhờ con làm gì em phải cảm ơn con, và khi mình làm sai với con thì phải xin lỗi con, và phải xin lỗi cả mẹ nó nữa. Em nghĩ là con nít á, nó học từ người lớn. Đúng rồi, chính học xác. Học từ cha mẹ. Cha mẹ chính là cái hình mẫu để cho bé học mỗi ngày. Khi mà cha làm sai với mẹ, cha phải xin lỗi mẹ và xin lỗi cho nó thấy. Để mà khi nó làm sai, nó phải xin lỗi ngược lại và phải nói ra cái lời xin lỗi đó. Có một điều này ý muốn chia sẻ với Trung. Nhân cái việc mà Trung chia sẻ câu chuyện mà đã đánh con một lần đó, Yến cũng đã chia sẻ nhiều lần với các anh chị trong chương trình, là khi mà con làm một cái điều gì mà mình thấy điều đó là sai á, không nên hỏi tại sao. Tại vì khi mình hỏi tại sao á, thật ra bé sẽ không biết, và có khả năng bé sẽ tạo ra lý do để trả lời. Vì bé đang có cảm giác là bị truy đuổi, bị hỏi. Mà thực sự ra cái việc mà mình muốn biết là mình muốn biết cái nguyên nhân gốc rễ. Nên Chung có thể chuyển câu hỏi thành câu hỏi cái gì. Hỏi là có điều gì hôm nay xảy ra ở trường với con. Rồi nếu mà con nói là con đã đánh một bạn, thì hỏi là điều gì làm con đi tới quyết định đó. Thì khi mình hỏi câu hỏi cái gì á, thì bé chỉ mô tả lại cái sự việc đã xảy ra thôi. Còn khi mà mình hỏi câu hỏi tại sao á, thì đòi hỏi bé phải có khả năng phân tích và tổng kết. Và vì khi mà mình thấy bé thấy là ba đang hỏi và bé cũng biết là bé có lỗi, thì bé có khả năng là sẽ di chuyển cái lý do đó qua cái vùng mà để mà ba mẹ muốn nghe. Cho nên là mình sẽ không truy tìm được cái nguyên nhân gốc rễ. Còn nếu mà mình hỏi là điều gì đã xảy ra ở trường con, và điều gì làm con đi tới quyết định đó, thì lúc đó bé sẽ dần dần chia sẻ cái câu chuyện thật cho mình biết. Và bản thân mình là người lớn, có thể là mình không cần cái sự phân tích của bé, nhưng mình có đủ dữ kiện để mà mình đánh giá là cái câu chuyện đó nguyên nhân là từ đâu. Nếu câu chuyện từ con mình thì mình có thể là hướng dẫn cho con cái cách để mà con vượt qua được cái chuyện là chế ngự cảm xúc. Nếu mà nguyên nhân không phải từ con thì mình sẽ biết cách bảo vệ con.